Với những ai quan tâm tới mẫu xe Honda Vario thì ở video ngày hôm nay, top 5 sẽ so sánh chi tiết cụ thể giữa phiên bản Honda Vario 160 của năm 2022 và mẫu xe Honda Vario 150 để gửi tới các bạn cùng tham khảo các bạn nha, một cách chi tiết cụ thể nhất. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Tôi Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn. Các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai phiên bản thuộc mẫu xe Honda Vario các bạn nha. Phía bên tay trái màn hình là phiên bản hoàn toàn mới Honda Vario 160 của năm 2022. Còn phía bên đây là mẫu xe Honda Vario 150. Mình sẽ quay cận cảnh chi tiết một vòng xung quanh để các bạn có thể tham khảo. Sau đó sẽ đi so sánh đôi chút về hai mẫu xe này. Để với những bạn nào quan tâm tới một trong hai mẫu xe ở đây, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Và ngày hôm nay thì mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Minh Long các bạn nha. Minh Long Moto đang có đầy đủ các phiên bản khác nhau trên mẫu xe Honda Vario 160. Về cơ bản thì Honda Vario 160 nó sẽ có một số những cái nội dung nhỉnh hơn so với phiên bản 150. Hiện tại chiều dài là 1929mm, chiều rộng là 679mm và chiều cao ở mức là 1088mm các bạn nha. Chiều cao yên xe của Honda Vario 160 là 778mm. Nếu để so sánh với mẫu xe Honda Vario 150 thì hiện tại Honda Vario 150 có chiều cao chỉ vào khoảng tầm là 769. Nên Honda Vario 160 nó nhỉnh hơn đôi chút, khoảng sáng gầm xe cũng tương tự như vậy. 140 trên mẫu xe Honda Vario 160, trong khi đó mẫu xe phiên bản cũ 150 chỉ có là 132 thôi. Do đó các bạn có thể dê dắt này, đi qua những con phố kết hợp với đó là các bạn đi lên phần lề đường ấy. Phần chiều cao của mẫu xe Honda Vario 160 sẽ rất là tốt các bạn nha. Bù đắp lại cho các bạn thoải mái vô tư để điều khiển mẫu xe này. Còn về khối động cơ của xe thì tôi đang có thể điểm qua một chút gửi tới các bạn như sau. Hiện tại mẫu xe Honda Vario 160 nó đang trang bị khối động cơ với dung tích là 160cc, 4 van, cam đôi, làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử. Cho ra công suất vào khoảng tầm 15,4 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút, tức là nhỉnh hơn so với Honda Vario 150 vào khoảng tầm 2,3 mã lực các bạn nha. Trong khi đó thì cái mô men xoắn của nó cũng sẽ cao hơn một chút, 13,8 Nm tại vòng tua máy 7.000 vòng trên phút cũng sẽ cao hơn khoảng tầm 1 Nm so với phiên bản 150. Mình có thể gửi tới các bạn một số thông tin như vậy. Và kể cả 2 trên 2 mẫu xe này đều sử dụng hộp số vô cấp cùng với đó là công nghệ Idling Stop. Hiện tại cả hai mẫu xe đều được trang bị cho mình hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Tuy nhiên trên phiên bản 160 thì Honda có trang bị thêm cho nó cái phần cổng sạc 2.1A. Các bạn cũng đã có thể theo dõi rồi, rất chi tiết cụ thể thông qua những cái video review cụ thể về mẫu xe Honda Vario 160 trước đây, top 5 đã gửi tới các bạn nha. Về kích thước lốp xe, các cái nội dung trên xe cơ bản là tương tự giống nhau. Bô xe có thay đổi một chút ở phần bên ngoài để tạo ra cảm giác liền lạc hầm hố hơn. Về phần chiều ngang của xe thì cả hai mẫu xe gần như là tương tự nhau, với cái chiều ngang của xe dao động đâu đó trong khoảng tầm từ 679mm, tương tự giống nhau các bạn nha. Và cả hai mẫu xe đều được trang bị cho mình cái phần cốp xe với dung tích là 18 lít, mình cũng đã gửi tới các bạn những cái thông tin trước đây rồi. Dung tích 18 lít trên cả hai mẫu xe, vì hiện tại cả hai mẫu xe ở đây đều trang bị bình xăng phía bên trong cốp xe. Chính vì vậy cái phần diện tích của cái phần cốp xe nó sẽ nhỏ đi một chút. Nếu mà để mà liền lạc hơn vị trí bình xăng đưa ra phía trước thì chắc chắn cốp xe trên mẫu xe Honda Vario này xứng đáng là một mẫu xe đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Đây các bạn có thể theo dõi cả hai mẫu xe cho mình luôn. Cốp xe tương tự giống nhau, các bạn có thể để được cả một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu cũng như rất nhiều những vật dụng cá nhân khác nhau nữa các bạn nha. Về cơ bản thì mẫu xe Honda Vario 160 ở thời điểm hiện tại cho ra công suất mô men xoắn cực kỳ tốt, kết hợp với đó là những cái trang thiết bị tiên tiến. Hiện tại trên phiên bản Honda Vario 160 này có trang bị thêm hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Trên những phiên bản có ABS nó sẽ có trang bị cả hệ thống phanh đĩa trước và phanh đĩa sau. Đây các bạn có thể theo dõi một chút ở phần mặt đồng hồ của xe đây. Với tạo dáng liền lạc hơn, đẹp hơn khá nhiều các bạn nha. Rất đáng để quan tâm trong thời điểm này. Hiện tại xe máy Minh Long đang có khá nhiều các phiên bản khác nhau của mẫu xe Honda Vario. Các bạn nào không thích hệ thống phanh chống bó cứng ABS mà muốn mua với giá bán rẻ hơn, các bạn có thể lựa chọn phiên bản là phanh CBS. Hiện tại phiên bản phanh CBS nó chỉ có hệ thống phanh đĩa phía trước thôi, phía sau vẫn là phanh tăng trống.
Hệ thống đèn của xe cũng rất là mới mẻ, khác biệt nhau rất nhiều so với Honda Vario 150. Về bản thân top 5 ấy, thì top 5 đánh giá cái mẫu xe thiết kế của Honda Vario 150 này có phần nhỉnh hơn, đẹp hơn so với Honda Vario 160, bởi hơi hướng thiết kế của Honda Vario 160 ấy, nó sẽ để cạnh tranh trực tiếp với đối thủ mà tại Việt Nam chúng ta cũng đang có, chính là mẫu xe Yamaha NVX. Các bạn có thể theo dõi rất kỹ rồi. NVX cũng có một cái thiết kế to bản tương tự như vậy và phù hợp với nam giới, và Honda Vario cũng thế. Bên nước Indonesia thì người ta thích cái kiểu dáng thiết kế nó to bản lên một chút, rồi thiết kế đẹp hơn một chút so với những cái kiểu dáng thiết kế giống như Honda Vario 125 và 150. Đây các bạn có thể theo dõi chính diện ở phần đầu xe đây. Khi bật đèn của cả hai mẫu xe đều rất đẹp, rất đáng để quan tâm trong thời điểm này. Bản thân top 5 ấy, thì với mỗi mẫu xe đều có cho mình những cái lối thiết kế và cái khối động cơ tiện ích khác nhau. Chắc chắn với 160 sẽ là những trải nghiệm hoàn toàn mới các bạn nhé, trong thời điểm hiện tại. Và giá bán của nó vẫn chưa được xe máy Minh Long công bố. Tuy nhiên ấy, mình dự đoán đâu đó vào khoảng tầm 7X. 7X thì có thể từ 72 đến 78 triệu cho mẫu xe này, cho hai phiên bản phanh CVS và phanh ABS. Trong khi đó thì mẫu xe Honda Vario 150 ở thời điểm hiện tại giá bán cũng trên 6X rồi các bạn nhé. Trên 6X rồi. Có những thời điểm một số đại lý còn đôn giá lên tới còn khoảng tầm 70 triệu cơ. Nhưng ấy, hiện tại giá bán của nó cũng chỉ đâu đó vào khoảng tầm 60 đến 63 triệu thôi. Để với những bạn nào quan tâm có thể tham khảo mẫu xe Honda Vario 150 ở đây. Còn 125 thì gần như vẫn giữ nguyên mức giá bán vào khoảng tầm là từ 45 đến 46 triệu cho mẫu xe Honda Vario 125. Về cơ bản như mình đã nói các bạn rồi, muốn có một trải nghiệm mới, muốn có một thiết kế mới, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe Honda Vario 160 với rất nhiều những trang thiết bị tiên tiến điển hình, mang đến cho các bạn một cái xu hướng rất mới mẻ, đặc biệt là hệ thống phanh an toàn, phanh ABS các bạn nhé. Cùng với khối động cơ hoàn toàn mới 160 phân khối và động cơ là ESP+, rồi cổng sạc USB để các bạn sạc được các thiết bị thông minh khác nhau. Đấy, các bạn có thể lưu ý, lưu tâm cho mình trong thời điểm này. Và với những bạn nào quan tâm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc đến trực tiếp với xe máy Minh Long để tham khảo giá bán cho mình. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của đại lý, cũng sẽ có số điện thoại cụ thể ở phần mô tả của video để các bạn có thể liên hệ, sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể. Sắp tới thôi, chắc vào khoảng tầm một tuần nữa thôi, giá bán của mẫu xe này sẽ được bày bán cũng như là công bố chính thức gửi tới các bạn. Bởi hiện tại còn đang làm một số thủ tục khi nhập khẩu về Việt Nam chúng ta các bạn nhé. Và đó là một số thông tin ngày hôm nay. Top 5 cũng đưa ra những so sánh đôi chút giữa hai mẫu xe Honda Vario 150 và Honda Vario 160 phiên bản mới của năm 2022. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 nha. Xin chào các bạn.